Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Tầm 1 đến 2 tháng nữa thôi, các bạn sẽ bắt đầu vào một kỳ thi rất rất là quan trọng. Đó là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Các bạn đã lựa chọn ngành nghề phù hợp với mình hết rồi đúng không? Và không sao cả, hãy cố gắng lên. Và mình thấy các bạn đang tập trung, ôn tập và rèn luyện để thi học kỳ 2 một cách tốt nhất. Thì video này mình làm về bí quyết mà mình học thuộc lòng bài nhanh trong kỳ thi. Mình khuyên các bạn là nếu như các bạn học bài xong ấy, các bạn nên về nhà ôn tập bài lại. Khoảng một tuần sau các bạn ôn tập lại những cái bài mà các bạn đã học trong tuần thì sẽ giúp các bạn trong kỳ thi ấy, các bạn học tốt hơn. Còn đối với mình ngày xưa, mình nói thật ngày xưa mỗi lần mà mình thi ấy, mình ôn lại tất cả toàn bộ những cái gì mà mình học ấy, lượng kiến thức rất là lớn. Đầu tiên đó là không gian. Và mình đang sử dụng sổ lông và các cái hình này do mình vẽ nhé. Đầu tiên thì các bạn nên lựa chọn một cái không gian yên tĩnh và thoải mái. Mình biết là môi trường của các bạn không giống như là phòng cách âm hoặc là giống như nước cắt được, nên không thể đòi hỏi là nó yên lặng đáng kể đúng không? Nên là hãy chọn một không gian thoải mái và cảm thấy các bạn thoải mái là được. Thứ hai là tránh xa ồn ào và quá nhiều tiếng nói, như kiểu là mở nhạc đùng 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 đùng, làm sao mà các bạn học được đúng không? Và thứ ba đó là hãy tắt máy điện thoại trong quá trình các bạn học thuộc bài. Vì sao? Tại vì sao? Bởi vì điện thoại nó sẽ có những cuộc gọi đến, tin nhắn, Facebook, rất là nhiều mạng xã hội các bạn sử dụng, các bạn sẽ bị sao nhãng đấy. Nên là hãy tắt điện thoại trong quá trình mà các bạn học bài nhé. Thứ hai đó là thời gian. Thời gian rất là quan trọng. Mình không biết là trước đây các bạn thích học thuộc lòng vào buổi sáng hay là buổi tối. Và có rất là nhiều bạn thì thích học buổi tối và có nhiều bạn lại thích học buổi sáng, tùy theo các bạn thôi đúng không? Nhưng mà đối với mình á, bình thường á, thì mình sẽ chọn vào buổi sáng, mình dậy sớm để học thuộc lòng bài nhanh. Mình không biết tại sao mỗi lần buổi sáng dậy á, mình cảm giác là học thuộc bài rất rất là nhanh luôn. Và nếu mà buổi tối mà các bạn học rồi ấy, buổi sáng các bạn dậy ấy, và ôn lại những cái kiến thức buổi tối ấy, thì các bạn sẽ nhớ rất là nhanh. Về vào buổi tối ấy, thì tùy theo bạn thôi, có rất là nhiều bạn thích học thuộc lòng vào bài buổi tối. Bởi vì tùy theo mỗi người, như mình có nói đấy, tùy theo mỗi người thôi. Buổi tối thì mình thường làm bài tập và soạn bài nhiều hơn là học thuộc lòng bài. Lâu lâu thì mình sẽ học thuộc lòng vào bài vào buổi tối, và buổi sáng mình sẽ dậy ôn lại. Tùy theo bạn nhé. Bạn thấy cách nào phù hợp thì các bạn chọn thôi. Thứ ba đó là ăn uống. Và trong cuộc kỳ thi ấy, các bạn học thuộc bài này, làm bài và sử dụng trí não của các bạn rất là nhiều, nên các bạn rất dễ đói và ăn vặt rất là nhiều đúng không? Và bình thường thì các bạn sẽ tìm đến những cái thức ăn vặt và thức ăn nhanh. Đối với mình ngày trước, mình nói thật, mình không kiêng cữ gì hết. Mình hay ăn chuối và ăn trứng vào mỗi kỳ thi đó, mình không hiểu tại sao cả. Và đối với mình khuyên các bạn ấy, trong kỳ thi mà ôn luyện ấy, các bạn đừng có ăn quá no nhé. Và đừng ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, bởi vì mỗi lần mà mình ăn quá nhiều tinh bột và nhiều dầu mỡ, nó khiến mình rất là buồn ngủ và mất tập trung. Và các bạn chỉ ăn vừa đủ là được nhé. Và uống nhiều nước, uống càng nhiều nước càng tốt. Đừng có uống quá nhiều nước nhé, uống lượng nước vừa đủ thôi, 2 lít mỗi ngày. Ăn nhiều rau xanh. Và mình khuyên đừng có ăn sau 7 giờ tối. Yếu tố thứ tư đó là tập trung. Đây là yếu tố rất là quan trọng. Mình là một người rất là sao nhãng các bạn. Mình nhớ là vào mỗi buổi tối khi mà mình soạn bài, học bài xong ấy, bắt đầu mình mơ về một tương lai xa xôi và tưởng tượng mình là những nhân vật trong bộ phim ấy. Bắt đầu mình tưởng tượng nhiều lắm. Sau đó thì mình rất là sao nhãng và khó tập trung trở lại. Và đây là yếu tố tập trung. Tập trung rất là quan trọng. Nếu mà không tập trung thì rất là khó và học thuộc. Bởi vì nếu mà các bạn không tập trung cho một mục tiêu gì đó ấy, các bạn sao nhãng qua công việc khác ấy, thì cái việc học bài của các bạn rất là khó. Bởi vì các bạn học đi học lại cũng không thể nhớ được. Đối với mình ấy, là có cái phương pháp 10 phút. Đối với mình phương pháp 10 phút là cứ học 10 phút xong rồi nghỉ, rồi học tiếp 10 phút rồi nghỉ. Đối với mình phương pháp này nó không phù hợp với mình. Và mình không biết là các bạn thấy cái phương pháp này như thế nào, nhưng mà đối với mình nghĩ ấy, là mỗi lần mà mình làm cái gì mà mình đã tập trung rồi, mình sẽ làm đến khi làm xong thì thôi. Chứ mình làm đang tập trung rồi mà mình nghĩ mà mình làm một cái gì đó, mình quay lại ấy, mình khó, rất khó để tập trung được. Và để tập trung được, mình khuyên các bạn là nên đọc sách. Ví dụ như là các bạn đang sao nhãng chẳng hạn, thì mình nghĩ là các bạn nên lấy một quyển sách mà các bạn thích, đọc từ 20 đến 30 trang. Hoặc là chạy bộ, nếu như trong ban ngày ấy, thì các bạn có thể chạy bộ hoặc tập thể dục.
Chạy bộ, đọc sách và trồng cây kiểng sẽ giúp bạn tập trung quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Yếu tố thứ 5 đó là đọc to hoặc là đọc thành tiếng. Bình thường thì sẽ các bạn sẽ có hai kiểu học, đó là đọc to hoặc là đọc thầm. Đối với mình ấy thì mình sẽ lựa chọn kiểu đọc to hơn, nó như là một ngôi sao hy vọng của mình vậy. Ôi. Đọc to và đọc lớn trong quá trình cả mà các bạn học thuộc lòng bài ấy, sẽ giúp các bạn nhớ nhanh hơn. Mình không biết các bạn có phương pháp học khác không, nhưng mà nếu mà có phương pháp học hãy comment cho mình biết nhé. Hiện tại thì các bạn đang trong kỳ thi nên rất là bận. Nếu mà xem video của mình thì hãy comment cho mình biết. Và nói đi nói lại nhiều lần thì sẽ giúp các bạn nhớ hơn. Lý do tại vì sao, hãy tưởng tượng đến một bài nhạc. Khi mà các bạn hát đi hát lại nhiều lần ấy, thì các bạn sẽ nhớ lời bài hát đấy. Giống như việc học thuộc lòng bài của chúng ta vậy. Nói đi nói lại nhiều lần nhé. Thứ 6, hiểu cốt lõi. Nếu như các bạn hiểu được trọng tâm và hiểu được cốt lõi của vấn đề thì trong quá trình các bạn học thuộc lòng bài ấy, sẽ giúp các bạn học nhanh hơn rất là nhiều. Mình biết là trong quá trình thi các bạn ôn rất là nhiều thứ, ôn dồn dập mà ôn khiến cho các bạn nhiều lúc các bạn stress luôn đấy. Không phải là tất cả các bạn đều học trọn vẹn được, nên nếu như các bạn có thể học được cốt lõi của cái định nghĩa hoặc cái vấn đề đấy thì vào trong bài thi ấy, nếu mà các bạn gặp cái câu mà không phải câu tụ của các bạn mà là một câu chờ đánh gì đấy, khi mà các bạn hiểu được cốt lõi thì các bạn có thể diễn giải được vấn đề và giúp cho các bạn không ăn được toàn bộ điểm nhưng mà cũng có thể ăn được một phần điểm, đúng không? Nếu mà các bạn muốn 100% chọn điểm thì hãy học định nghĩa trong sách giáo khoa và học những gì trong sách giáo khoa. Nhưng mà mình muốn cho các bạn là nếu như các bạn hiểu được vấn đề rồi ấy, thì vào những cái câu khó thì các bạn có thể diễn giải tốt. Cuối cùng là ghi chú. Trong quá trình mà các bạn học bài ấy, không phải là các bạn học hết thuộc toàn bộ 100%, đúng không? Bình thường thì khi mà các bạn học thuộc lòng bài, các bạn hay cầm vở học hết một cái bài đó, sau đó thì các bạn đóng cái vở lại và sau đó các bạn đọc lại tất cả những cái thứ mà các bạn học, những cái từ, cái câu mà các bạn nhớ trong cái quyển vở của các bạn hoặc là bài học của các bạn ấy. Thì nếu như mà các bạn không nhớ trong quá trình mà các bạn ôn lại như vậy ấy, thì hãy cầm một quyển vở nháp hoặc một cái tờ giấy để các bạn ghi lại những cái thông tin hoặc là những cái mà các bạn chưa nhớ lên cái tờ giấy đấy, hoặc là ghi những cái thông tin chính ở trên đấy. Để sau khi mà các bạn học bài, ôn bài đó xong một lần, các bạn mở ra và kiểm tra lại toàn bộ nhé. Đây là những cái tờ giấy là mình xé, nó không có hình dạng cụ thể nhất định, mình dính lên kiểu phong cách freestyle rồi các bạn. Và sắp thi học kỳ 2 rồi nên là các bạn phải cố gắng thi thật tốt. Và sau khi học kỳ 2 xong, có kết quả tốt rồi thì tiếp theo đó là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Nó rất là quan trọng để các bạn lựa chọn những cái ước mơ, lựa chọn những hướng đi sau này. Nên là các bạn hãy cố gắng ôn thi và học tập thật tốt nhé. Và nếu thấy hay hãy cho mình một like, subscribe, share để ủng hộ channel của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình sẽ ra video vào mỗi tuần. Yêu tất cả mọi người.